Quá rộng luôn. Đây là nay là nay tốt ca nhạc đây chăng? Bố đâu tuần này? Bố đi rồi. Thôi đi. Đi đi ông ơi. Ông đi đi. Hai bà ông đi. Ơi. Ông ơi. Ô túi đâu hết rồi con? Đây. Đây là lại sang đâu em? Hả? Dạ? Đây này giờ mới đi về đằng trước đi mẹ. Con cầm đỡ cho em kìa. Em bảo không. Rộng nhỉ. Này như vầy dọn thì biết bao nhiêu người. Đó. Và dọn vầy thì bao nhiêu người kìa, cúc áo mẹ bông nha. Nhìn bảo là rộng như vầy thì bao nhiêu người. Bao nhiêu người dọn dẹp thì đi xuể. Anh ơi, đây này, đi đây chứ? Cống đây mà. Cống ra nữa này. Cống đấy là ra cái đường, vòng lại, đi đây. Đâu anh, đây là vào trong đây chỗ đây thôi. Phần... Vâng. Đâu? Anh thì đi ra cổng kia. Đây là vào trong một cái khu này. Đúng rồi, thì phải thờ các vị vua gì những vị. Đây này, cứ đọc ở đây dẫn ra này. Miếu được xây dựng năm để thờ ông bà Nguyễn Phúc Luân song thân của vua. Vua Nguyễn Gia Long. Miếu bị chinh chiến tranh hủy hoại năm 1947, được phục hồi năm 1951 và tu bổ lớn năm 1995 và 1997. Đấy, đây mới xây được 30 năm. Ủa anh ấy cổng đi với to này. Nha. Yeah. Cổng đi là cổng lớn nha. Khu vực Thế Miếu và Hưng Miếu, khu vực này là hai miếu thờ chính. Thế Tổ Miếu là thờ các vị vua triều Nguyễn và Hưng. Tổ Miếu thờ song thân của vua. Cái này là cũng cái bài viết nữa. Đi thôi đi con này. Bà ngoại đâu rồi?
Giờ bà ngoại đi chậm hơn bà nội rồi. Đây này, đây cũng ghép hết bằng sành này bố này. Đi về là đi vòng cái đường trên này. Vâng, đấy, đi về đây này. Đấy, đi vòng trên. Đi một xuống luôn. Vâng. Tức là như quay vuông lại bố. Bàn cờ. Đây kia nó nói là 37 hectare. Hả? 37 hectare. Anh vẫn đây 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 nữa này. Bơi. Đấy này. Đi mỏi chân không hết. Thôi đi, gọi báo chị Thủy đi. Tối nay dạ, sâu lắm, đi tận vào kia cơ, không đi ở đâu. Vâng, còn sâu xuống dưới kia vẫn lại cũng có những cống như vậy luôn.